là tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân. Tỉnh Hà Nam đang từng bước đưa các tiện ích trong phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư vào phục vụ doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Nhà máy xi măng Xuân Thành hiện có khoảng 2.000 cán bộ, công nhân viên và người lao động. Trước kia tại khu vực cổng của nhà máy thường xuyên xảy ra ùn tắc do số lượng lớn công nhân vào hoặc tan ca. Thủ tục kiểm tra giấy tờ, ghi chép sổ sách thủ công đã tốn không ít thời gian. Thế nhưng giờ đây, ùn tắc đã không còn xảy ra. Người lao động chỉ mất 5 giây đứng trước camera AI hoặc quét căn cước công dân gắn chip điện tử là xong thủ tục. Chấm công như thế này thì nó cái nhận diện khuôn mặt nó nhanh, rất thuận tiện cho anh em công nhân đi ra vào chấm công thì nó không phải chen lấn xô đẩy, lần lượt dễ cho anh em đảm bảo cái thời gian và làm việc. Bây giờ cái hệ thống mới thì tất cả các khâu đó thì máy móc sẽ làm hết và người lao động chỉ việc truyền dữ liệu đó sang cái hệ thống phần mềm công ty đã tích hợp sẵn liên quan đến cái công tác tính lương cho người lao động. Và do vậy thì vừa giảm bớt được cái nguồn nhân lực phục vụ cho cái công tác liên quan đến chấm công, vừa tiết kiệm được thời gian để triển khai và cộng với nó nữa là tiết kiệm chi phí cho công ty trong quá trình triển khai. Từ mô hình điểm này, Công an huyện Thanh Liêm tiếp tục phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Bộ Công an và các đơn vị khảo sát và đưa ra các giải pháp triển khai thực hiện, lắp đặt để nhân rộng mô hình. Thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Công ty Hanet và Công ty Xi măng Xuân Thành đánh giá kết quả và tiếp tục tham mưu cho Tổ công tác đề án 06 huyện để nhân rộng mô hình. Với chuyển đổi số, căn cước công dân gắn chip được ví như chìa khóa vạn năng. Việc 100% người dân được cấp thẻ căn cước gắn chip sẽ là tiền đề hết sức quan trọng để Hà Nam thực hiện thành công các mô hình phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội ở địa phương.